Một tuần mới lại bắt đầu, Cẩm Tú và Phước Nhân rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Nghe Nhanh 6 giờ của Báo Thanh Niên. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 2023. Mến chúc quý vị sẽ có ngày thứ hai an lành, may mắn cho thứ ba, nụ cười cho thứ tư, mọi việc tốt lành cho thứ năm, thành công cho thứ sáu, thứ bảy hoàn hảo và chủ nhật nhiều niềm vui. Hãy luôn mỉm cười với mọi điều và cuộc sống mang đến quý vị nhé. Vâng, một lời chúc thật ý nghĩa phải không quý vị? Chương trình Nghe Nhanh 6 giờ được phát vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày tại một podcast Thanh Niên Online và các kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị sẽ đồng hành cùng với chúng tôi để cập nhật những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Sau đây là nội dung chính của chương trình sáng nay. Xe chở ma túy tông thiếu tá cảnh sát giao thông và hai người dân, khởi tố vụ án giết người. Hoài Thatcher trong phim Xin Hãy Tin Em bị bắt vì ma túy. Ông Lê Thanh Thản bị truy tố tội lừa dối khách hàng. Du lịch tự phát nở rộ bên Hồ Trị An sau dịch Covid-19 sẽ là nội dung của một góc nhìn sáng nay. Video ghi lại khoảnh khắc nổ cục nóng điều hòa ở Vĩnh Phúc gây xôn xao dư luận sẽ được đề cập trong mục Lướt Mạng. Chuyển động toàn cầu đang chú ý với thông tin. Tiếng Việt được ưa chuộng ở Đài Loan. Nắng nóng gay gắt khắp nhiều tỉnh thành. Thái Lan khuyên người dân ở trong nhà. Cùng với đó là thông tin giải trí, dự báo thời tiết hôm nay. Và bây giờ, mời quý vị cùng đến với mục Điểm tin trong nước. Thưa quý vị, liên quan vụ xe ô tô tông tử vong thiếu tá cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ và hai người đi đường gây xôn xao dư luận. Hôm qua, ngày 23 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án giết người. Ngoài ra, qua kiểm tra chiếc xe gây tai nạn, lực lượng chức năng phát hiện 5 kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy đá và 4 bánh nghi là heroin. Đồng thời, lực lượng chức năng đã khám xét các địa điểm khác có liên quan trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Qua đó, tạm giữ 3 người có liên quan và thu giữ thêm 1 kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy đá và 14 bánh nghi là heroin. Qua làm việc, tài xế ô tô khai nhận trước đó có sử dụng ma túy. Do vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra nên tạm thời công an tỉnh Long An chưa cung cấp danh tính các nghi phạm. Trước đó, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 21 tháng 4, công an huyện Đức Hòa phối hợp các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hành Nam, huyện Đức Hòa. Phát hiện ô tô lưu thông với tốc độ nhanh về hướng thành phố Hồ Chí Minh có biểu hiện khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ và một số phương tiện đang lưu thông rồi lật nghiêng. Vụ việc làm thiếu tá cảnh sát giao thông Nguyễn Xuân Hào bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Cùng bị nạn và tử vong còn có hai người đi đường. Cũng trong hôm qua ngày 23 tháng 4, Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Bùi Thị Lệ Hằng, 48 tuổi, trú phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị can Bùi Thị Lệ Hằng là diễn viên thủ vai Hoài Thatcher trong phim Xin Hãy Tin Em nổi tiếng một thời. Theo đó, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 10 tháng 3, trong lúc tuần tra địa bàn, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa bắt quả tang bị can Bùi Thị Lệ Hằng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại trước số nhà 104 Khâm Thiên. Ở hiện trường, công an thu giữ gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, bị can Hằng khai nhận do hám lời nên mua số ma túy này với giá 500.000 đồng để bán lại ăn chênh lệch. Bị can Bùi Thị Lệ Hằng từng học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, ra trường về công tác tại nhà hát tuổi trẻ và tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên vào năm 1995. Đến năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Ngoài bộ phim Xin Hãy Tin Em, Lê Hằng còn góp mặt trong nhiều bộ phim rất nổi tiếng như Những Ngọn Nến Trong Đêm, Chuyện Phố Phường. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án CT6 ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Vụ việc liên quan trực tiếp tới ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất, Xuất nhập khẩu BME thuộc Tập đoàn Mường Thanh, người được mệnh danh là đại gia điếu cày. Trong vụ án này, ông Lê Thanh Thản bị truy tố tội lừa dối khách hàng. Ngoài ra, còn 6 cựu cán bộ khác cũng bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết luận điều tra, dự án CT6 Kiến Hưng đã sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, điển hình như việc tăng chiều cao công trình từ 31 lên 32 tầng, giảm một tầng hầm, thay đổi công năng sử dụng một số khu dịch vụ thương mại thành căn hộ ở. Vi phạm nghiêm trọng của dự án đã phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng rất lớn đến hạ tầng xã hội, nhu cầu trường học, bệnh viện, công tác phòng cháy chữa cháy. Do ông Lê Thanh Thản chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án, các khách hàng tin tưởng nên đã ký hợp đồng mua bán. Tại hợp đồng,
khách hàng đều được cam kết dự án xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ quy định về xây dựng. Giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, có tới 520 khách hàng mua các căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án này. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ dịch COVID-19 trong cộng đồng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật HCDC, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện các biến thể phụ mới của Omicron. Cụ thể, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 4, 11 trong 13 mẫu giám sát dịch tễ do HCDC thực hiện có kết quả là biến thể phụ mới. Ngoài biến thể phụ mới đã được phát hiện gần đây là XBB.1.5, còn có 7 mẫu thuộc các biến thể phụ mới khác, bao gồm XBB.1.9.1, XBB.1.16, XBB.1.16.1. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, điều đáng lo ngại là biến thể phụ XBB.1.16 vừa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào nhóm biến thể cần được theo dõi. Biến thể phụ này đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia và đang góp phần vào làn sóng ca mắc COVID-19 tăng cao ở Ấn Độ. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc phát hiện đồng loạt nhiều biến thể phụ mới của Omicron đang thịnh hành trên thế giới có thể giải thích hiện tượng gia tăng đột ngột số ca mắc mới COVID-19 trong mấy ngày qua tại Thành phố Hồ Chí Minh và ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong một điểm tin trong nước. Sau đây, mời quý vị đến với một góc nhìn sáng nay. Thưa quý vị, do có phong cảnh đẹp, Hồ Trị An là nơi được nhiều bạn trẻ tìm đến vui chơi, cắm trại, câu cá mỗi dịp cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ lễ. Đặc biệt ở khu vực Hạ Hồ, nơi đặt nhà máy thủy điện Trị An trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đến mùa khô nước rút để lại những bãi tắm tuyệt đẹp, đất sỏi nhỏ, êm mịn, sạch và ráo. Tập trung nhiều nhất là khu vực ở xã Mã Đà, nơi có đến 40 km tiếp giáp hồ. Du lịch sinh thái phát triển trên địa bàn nở rộ từ sau dịch COVID-19. Từ xã cho đến huyện, tỉnh đều mong muốn khai thác lợi thế của Hồ Trị An để phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, những quy định pháp luật hiện hành lại chưa cho phép hoặc có nhưng lại rất khắt khe, khó thực hiện. Ngày 21 tháng 4 vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức cuộc họp báo với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu cùng công ty Thủy điện Trị An để nghe báo cáo về đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và tình hình xử lý các điểm du lịch sinh thái ven Hồ Trị An. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mã Đà, ông Trần Đức Sơn cho biết. Sau cái dịch Covid-19 thì người dân thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa đó về đây tương đối đông, về cắm trại thôi. Họ về họ đem bạt trại rồi, về họ cắm trại. Sau khi đó người dân thấy người ta cắm trại vậy thì người dân cũng mua bạt rồi cho thuê để cắm trại. Nó hiện phát triển ra cái du lịch tự phát. Thì nó nổi ra từ cuối năm 2022, giữa 2022 tới nay. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu, ông Nguyễn Cao Tài cho biết, qua rà soát trên địa bàn huyện có tổng số 52 điểm du lịch sinh thái tự phát tại 3 xã Mã Đà, Hiếu Liêm, Phú Lý. Đến nay đã xử lý được 38 điểm, các trường hợp còn lại sẽ tiếp tục rà soát xử lý trong thời gian tới. Các điểm du lịch sinh thái tự phát này có nhiều vi phạm liên quan đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt như xây dựng trái phép, xâm phạm lòng hồ Trị An. Do đó, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu địa phương xử lý, nếu để phát sinh ồ ạt, về lâu dài, rất khó giải quyết. Cũng tại cuộc họp, đại diện các sở ngành và địa phương trình bày nhiều ý kiến liên quan đến việc mở đường cho phát triển du lịch sinh thái Hồ Trị An. Nhiều ý kiến đồng tình rằng Hồ Trị An có lợi thế và cần được khai mở, nhưng cũng thừa nhận khó thực hiện vì vướng nhiều luật. Bởi hầu hết khu vực này đang là đất công, khu bảo tồn giao khoáng, người dân chưa được cấp quyền sử dụng đất. Đối với đất rừng giao khoáng thì người dân chỉ được sản xuất lâm nghiệp và làm nhà tạm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu, ông Nguyễn Cao Tài kiến nghị. Kiến nghị tỉnh thì cũng phải có cái chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường có hướng dẫn về chế độ sử dụng đất nông nghiệp như thế nào và mức độ cho phép sử dụng các công trình tạm như thế nào để mà vừa kết hợp sản xuất nông nghiệp và vừa có thể kết hợp. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Phi, nhận định nhu cầu du lịch của người dân là có. Do đó địa phương cần phải khai thác, phát huy. Ngoài ra chính quyền phải tạo cơ chế và hướng dẫn cho người dân thực hiện đúng. Thú thật với anh Vất Nhân và quý vị khán giả, Cẩm Tú chưa có dịp đến Hồ Trị An để mà vui chơi hay là dã ngoại, dù là em đã nghe nói rất là nhiều về nơi này rồi anh Nhân. Và chắc có lẽ là thời gian tới thì anh em mình sắp xếp một chuyến đi để mà xem tận mắt nơi này, anh Phước Nhân ha. Luôn sẵn sàng thôi Cẩm Tú ơi.
Chuyển sang mục lướt mạng. Thưa quý vị, khoảnh khắc cục nóng điều hòa phát nổ được camera một nhà dân ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ghi lại. Từ chiều 21 tháng 4, đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội và gây xôn xao trên cộng đồng mạng. Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận một thanh niên 28 tuổi làm nghề sửa điều hòa đã tử vong và một người thợ khác bị thương nặng. Theo thông tin từ công an thành phố Vĩnh Yên, nguyên nhân ban đầu có thể do nổ khí ga. Trước đó vào chiều ngày 20 tháng 4, một gia đình ở khu đô thị Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên gọi thợ đến sửa máy điều hòa. Hai người thợ trèo lên mái tôn của ngôi nhà để xử lý cục nóng máy điều hòa. Trong khi sửa bộ phận ga điều hòa thì cục nóng bất ngờ nổ tung. Hai người thợ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc do vết thương nặng. Một trong hai nạn nhân là anh Khuất Quang Hiệu, 28 tuổi, trú huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, được chuyển xuống bệnh viện Việt Đức, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, anh Hiệu đã tử vong tại bệnh viện vào đêm ngày 20 tháng 4. Người thợ đi cùng anh là Phùng Trọng Bách, 40 tuổi, cùng trú xã Vĩnh Ninh, bị thương, đang được điều trị. Quý vị vẫn đang theo dõi podcast Nghe Nhanh 6 giờ của Báo Thanh Niên. Chuyển sang mục điểm tin giải trí. Thưa quý vị, trong buổi trò chuyện với Báo Thanh Niên, diễn viên Thương Tín cho biết sẽ tham gia đêm nhạc thiện nguyện Tình Nghệ Sĩ tại sân khấu Trống Đồng ở thành phố Hồ Chí Minh với vai trò ca sĩ vào ngày 30 tháng 4. Chứ mình đâu có ca sĩ đâu, nhưng mà mình hết mình để coi như là cơ hội để mình gặp gỡ khán giả trực tiếp trên sân khấu. Cái đây là cơ hội mình muốn gặp khán giả mình nữa, giống như là lời giá biệt, tạm biệt khán giả sân khấu đi. Không còn cơ hội đâu, tại vì sức khỏe mình biết yếu xuống đó. Và mình không biết là mình có thể còn sống được bao nhiêu lâu nữa đâu. Thế là đúng rồi. Diễn viên Thương Tín cho biết doanh thu từ chương trình sau khi trừ vào chi phí tổ chức sẽ gửi tặng các nghệ sĩ lớn tuổi gặp khó khăn. Đây cũng là cơ hội để diễn viên Thương Tín tạm biệt khán giả khi sức khỏe đang yếu dần. Sau khi bị đột quỵ và một số chấn thương khác, Thương Tín vẫn nhận lời đi hát và đóng phim để có thêm thu nhập. Hiện tại, vợ và con nhỏ của ông sống ở quê, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào nam diễn viên. Ngậm ngùi chấp nhận bản thân đã hết thời, Thương Tín của hiện tại không tiếc nuối. Điều ông mong mỏi lúc này là nuôi dưỡng con gái nhỏ. Còn chưa ra là khả năng để mà đem lại về sống như vợ con, như vậy là thua. Hết thời chỉ còn lại gọi là nói đùa ăn mày dĩ vãng, nhưng mà cũng hơn là còn cái đi mà ăn mày, nhiều khi không còn gì để ăn mày nữa. Tại vì anh nghĩ ra cái chuyện gì qua là qua, còn tương lai là tương lai thôi, chứ còn đâu có tiếc nuối cái gì. Tại vì tất cả mọi việc do mình làm hết, chấp nhận làm chịu thôi. Mỗi người đều có cái thời của mình. Thời anh thì anh xác định mình đã qua thời mình rồi. Bây giờ cố gắng được gì giữ được phần nào thì nghĩ thôi. Chứ mình không làm mình yếu lại. Sau nhiều tai tiếng và hiểu lầm, diễn viên Thương Tín cho biết ông chưa có cơ hội được đính chính. May mắn nhiều khán giả vẫn yêu thương và ủng hộ tinh thần, từ đó tiếp thêm động lực cho nam diễn viên thực hiện đêm nhạc cuối đời để thay lời tri ân đến khán giả. Tiếp theo là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong một chuyển động toàn cầu. Thưa quý vị, chương trình ngôn ngữ Đông Nam Á được Cơ quan Giáo dục Đài Loan triển khai trong 6 năm qua đã mở hơn 700 lớp và thu hút khoảng 30.000 học viên theo học. Trong số này, số học viên đăng ký học tiếng Việt vượt trội hơn hẳn những nước khác cùng khu vực. Đó là thông tin do ông Tạ Ly Quân, Tổng Giám đốc Cơ quan Công nghệ và Giáo dục Hướng nghiệp Đài Loan cung cấp, được đăng tải trên Taiwan News. Năm 2017, năm đầu tiên mà chương trình mở được 98 lớp học tập trung vào các ngôn ngữ Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Myanmar và tiếng Việt. Con số này đã tăng lên 143 trong năm ngoái và được mở rộng từ các lớp căn bản lên nâng cao. Ông Tạ Ly Quân cho hay, số học viên theo học tiếng Việt còn cao hơn tất cả các chương trình dạy ngôn ngữ khác gộp lại. Nhu cầu vượt bậc cho phép các trường xây dựng và phát triển mô hình giảng dạy toàn diện môn tiếng Việt. Việc sở hữu kỹ năng tiếng Việt được cho là yếu tố quyết định giúp một người có tìm được việc làm ở Đài Loan hay không. Nguyên nhân là nhu cầu tiếng Việt trong lĩnh vực kinh doanh đang gia tăng. Không biết là anh Phước Nhân thấy như thế nào, nhưng mà riêng Cẩm Tú thì thấy rất là vui bởi vì tiếng Việt của mình dù khó học nhưng mà vẫn có sức hút mãnh liệt với người nước ngoài. Sao Cẩm Tú lại nói tiếng Việt khó đọc? Anh Nhân không có nghe câu nói này hả? Phong ba bảo táp không bằng ngữ pháp tiếng Việt. Nói gì thì nói chứ cấu trúc tiếng Việt là bài toán rất là nan giải cho người nước ngoài đó anh Nhân. Đồng ý với Cẩm Tú, và Phước Nhân tin rằng nếu đã yêu thích tiếng Việt thì bất cứ ai cũng sẽ vượt qua được khó khăn. Phong ba bảo táp của tiếng Việt
để sử dụng thành thạo nó. Đài ABC đưa tin nắng nóng khiến cơ quan chức năng tại Thái Lan khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà khi mức nhiệt 42,5 độ C được ghi nhận tại tỉnh Phetchabun vào ngày 22 tháng 4. Tại tỉnh Samut Prakan, phía nam Bangkok, một sĩ quan cảnh sát mới đây đã đột quỵ và tử vong khi đang điều tiết giao thông, theo truyền thông địa phương. Dự báo tại một số nơi, trong đó có đảo Phuket, chỉ số nóng bức, tức cảm giác về nhiệt độ kết hợp độ ẩm, sẽ ở mức trên 54 độ C. Cục khí tượng dự báo mùa hè tại Thái Lan sẽ kết thúc vào giữa tháng 5, trong khi tác động của hiện tượng El Nino như hạn hán dự báo vào giữa tháng 6. Theo giám đốc bộ phận quan trắc khí tượng của Cục khí tượng, ông Song Khoan Tan Chan, dự báo nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức trên 40 độ C đến hết mùa hè. Nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 40 độ C đã kéo dài từ đầu tháng do rãnh áp thấp tác động. Ông Song Khoan nói thêm rằng tình trạng khô hạn sắp tới trong năm nay đáng lo ngại hơn so với năm 2019 và 2020. Tiếp theo là dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tại thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 33 độ. Trong khi đó, phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thưa quý vị, đến lúc này thì thời lượng của bản tin nghe nhanh 6 giờ của podcast Thanh Niên cũng đã hết. Thay mặt ekip Cẩm Tú và Phước Nhân, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Ngoài nghe nhanh 6 giờ, chúng tôi còn có các bản tin giao tranh Nga-Ukraine được phát vào lúc 6 giờ 30 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Bản tin xem nhanh 12 giờ và bản tin xem nhanh 20 giờ lần lượt được phát vào các khung giờ 12 và 20 giờ tại địa chỉ thanhniên.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị đón theo dõi. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và chúc quý vị một tuần mới thật nhiều năng lượng và bình an.